suggested cho các bạn câu số 5 nè. What about designing a poster to advertise the attraction of this old fishing village? Tôi hỏi đúng không? Nhà tôi gợi ý. I suggested designing về sao giữ nguyên, ok? I suggested. Suggested thì đây nhỉ? Suggested designing đúng không? Đằng sau suggested cầm vào bình designing vân vân đó là cách này chưa designing về sau mình giữ nguyên tiếp tục bài số 4 cũng viết lại câu luôn hoặc sử dụng từ cho trước I stay at home she didn't go to see him cô ấy ở nhà cô ấy không ra gặp anh ấy nghĩa là cô ấy ở nhà thay vì gặp anh ấy được chưa mình sẽ viết lại như đấy She stay at home instead of đằng sau thì bảo rằng sau giới tử là cộng vập ing. She stay at home instead of seeing him. She stayed at home instead of seeing him. Yeah. Oh, no. The exercise were very long. Jimmy couldn't do it in 30 minutes. Bài tập thì rất là dài và Jimmy thì không thể làm trong 30 phút. Nghĩa là bài tập quá dài để mà Jim có thể làm được nó trong 30 phút đúng không nhỉ? Nghĩa là thì đây the exercise was too long for cho tân ngữ for Jimmy to do đúng không nhỉ? The exercise nó ta was đúng không nhỉ? Was too long for Jimmy to do in 30 minutes trong 30 phút. Chưa nhỉ? Tục nào. He tried hard, he couldn't set up a new world record. Anh ấy học tập chăm chỉ nhưng mà vẫn không thể. Đó nghĩa là mặc dù anh học tập chăm chỉ nhưng mà vẫn không thể thành lập được chưa? He on down, nó viết lại bằng on down. Mặc dù on down, he on down, down he gì nhỉ? On down, he tried hard. Dù có cố gắng mà vẫn không thể đúng không? Hard. He couldn't. Vẫn không thể. Về sau giữ nguyên. Chưa. Rồi nào. Uncle Tom used to smoke. Chú Tom thì thường đã từng hút thuốc. Và anh ấy giờ đã có sức khỏe tốt. Nghĩa là mặc dù là đã từng hút thuốc nhưng mà bây giờ anh ấy bỏ rồi. Nên anh ấy vẫn có sức khỏe tốt đúng không nhỉ? On down. On down. Uncle Tim used to smoke. Nhưng mà bây giờ là ngày he seemed to be về sau giữ nguyên. Chưa. Dài quá là thầy không thể mà viết hết ra được. Nó sẽ bị dồn rất là dài. Tiếp tục. Câu số 5. I don't think my English is good. Tôi không nghĩ tiếng Anh của tôi tốt. I cannot join our English speaking club. Tôi không thể nào mà tham gia được cái câu lạc bộ nói tiếng Anh. Được chưa? Nghĩa là tôi, nghĩa là my English, tiếng Anh của tôi thì không đủ tốt. Được chưa? Để mà tham gia. Được chưa? Là mình sẽ viết nào. My English, okay. My English is not good enough to join. Để mà tham gia cái gì nhỉ? Tham gia về sau đúng không? Tham join về sau. Our speaking club, chưa?
Tiếp tục, câu 6. I don't come to your country. Tôi không đến. Tôi không đến được cái quốc gia của bạn. Tôi không thể hiểu được cái vấn đề của bạn. Nhà tôi không đến quốc gia bạn nếu tôi không hiểu. Đúng chưa nha? Nếu mà tôi không... Đúng rồi. If, mình sẽ viết là bằng if có điều kiện này. If I don't, trong gì đây? Understand your problem. Nếu tôi không hiểu do cái vấn đề của bạn thì tôi sẽ không đến. Chà. I won't come from. Chà, nếu mà tôi không đến đến quốc gia của bạn, nếu không tôi không đến từ quốc gia bạn thì tôi sẽ không hiểu cái vấn đề của bạn, được chưa? Tiếp tục. No one was home, không ai ở nhà, và cảnh và tên trộm thì đã vào, lẻn vào, đúng không? Sẽ viết lại là bởi vì không ai ở nhà, because no one was at home. No one was at home. Về sau giữ nguyên. Bởi vì không ai ở nhà nên là tên trộm đã lẻn vào. Chà. Câu số 8, she was very tired, cô ấy rất là mệt mỏi, cô ấy không thể nào mà đứng dậy. Là she was very so tired that, đúng không? She was so tired that she can't, she gì nhỉ? She couldn't, đúng không? She couldn't stand up. À, mình đã xong bài viết rồi nhá. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa bài đọc. Nào, bài đọc, đọc đầu tiên này. Sẽ chọn đáp án nha, mình chọn cùng dịch với thầy này. As a child, from always dream of going. Khi còn là một đứa trẻ thì Phong luôn luôn mơ ước để mà đi du học, đúng không? Mình sẽ có going abroad là đi du học. Sẽ nói là đi, number one sẽ nói về đi. Tiếp tục. Như này. After he graduated from high school, ngay sau khi mà anh ấy nó tốt nghiệp trường cấp hạ 3, đúng không? His parents sent him over to New Zealand to attend college. Thì sau đó thì bố mẹ anh ấy đã gửi anh ấy đến trường, đến New Zealand để mà tham gia, để mà học đại học, đúng không? Phong was very happy that his dream finally came, đúng không nhỉ? Đã thành hiện thực. Came to. When he first arrived in the country, khi mà lần đầu tiên anh ấy đến cái quốc gia, Phong English was not very good, tiếng Anh của anh ấy thì không tốt. And sometimes he didn't, gì đấy, understand, và đôi khi anh ấy không hiểu mọi người nói gì, đúng không? Không hiểu mọi người nói gì là understand. He felt lonely. Anh ấy cảm thấy cô đơn với cái nơi mà anh ấy sinh sống, cái nơi mới mà anh ấy sinh sống. And miss all the beauties. Beauties là bạn thân, và đã quên hết tất cả những bạn thân ở Việt Nam. The food there was so different. Có từ different sẽ đi với from, đúng nhỉ? Rất là khác với cái mà mẹ anh ấy nấu hàng ngày cho anh ấy ăn. And for the first time in his life, và trong lần đầu tiên của anh ấy, Tom had to think about his finances, và anh ấy đã phải nghĩ đến cái tài chính. And to plan his spending carefully, và lên kế hoạch tiêu nó một cách rất là cẩn thận. But Phong was young and enthusiastic, nhưng mà bởi vì là Phong thì rất là trẻ và nhiệt tình. He learned to adapt to this new environment, và anh ấy đã học để mà thích nghi với cái cuộc sống mới ở đây, cái môi trường ở đây. After 2 years, sau 2 năm thì Phong is now very fluent in English. Phong thì đã rất là nói rất là trôi chảy tiếng Anh. And has a trip to the top academic award in at his school. Và anh ấy đã đạt được cái trip của mình, đạt được cái giải cao nhất trong trường anh ấy. He has a lot of friends from different countries. Anh ấy có rất là nhiều bạn bè ở khắp nơi trên thế giới. He is even good đi với at, đúng không? Giỏi về cái gì đó. Tiếp tục. Recently, a study in the USA showed that 75 of high school students
Gần đây thì có một nghiên cứu từ study, mình danh động từ là học và danh từ của mình là nghiên cứu. Một cái nghiên cứu ở Mỹ đã cho thấy rằng là 75% học sinh cấp hạ cấp 3 đúng không nhỉ? Nào sẽ học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3 sẽ làm sao đây? Treat, à, đây mình có từ recently là thì hiện tại hoàn thành, mà chủ ngữ là 75% đúng không nhỉ? Một cái nó chỉ ra rằng là đây là 75% học sinh là số nhiều đúng không nhỉ? Mình chia have treated là B, đáp án là B, ok, number one là B này. Tiếp tục này, đã gọi là gian lận, từ treat của mình là gian lận được chưa? B đã gian lận trong thi cử, được chưa? Trong những bài kiểm tra và thi cử, if we include, nếu mà chúng ta bao gồm gì đấy, homework làm gì luôn bài tập nhỉ, copy bài tập đúng không, đằng sau include cộng tập in là a copying, nếu chúng ta bao gồm cả việc chép bài tập thì 90%. Many students don't even realize that, từ realize là nhận ra, nhiều học sinh thì vẫn không nhận ra rằng là chúng đang làm sai đúng không. That tree nói với where đúng đâu, chỗ nào mà chúng đã làm, what đúng nhỉ, nói với what, cái chúng đã làm sai cái gì chưa. They think that cheating is okay now, chúng nghĩ rằng là cái việc gian lận thì là ổn thời điểm bây giờ, bởi vì là it is, bởi vì là chúng nghĩ rằng nó là normal a được chưa, bởi nghĩ chúng nghĩ là nó rất là bình thường. In the past week, student cheated, but now are often clever kids who need higher grade. Trong quá khứ thì chỉ có học sinh yếu thì mới gian lận, nhưng bây giờ thì kể cả những học sinh thông minh, học sinh giỏi thì mà người mà cần học lên một cái bậc cao hơn. There is more competition today, và ngày nay thì có nhiều cái cuộc thi. One high school student says, một học sinh trường cấp 3 đã nói rằng là there is big five big big gì nhỉ, big pressure đúng không, ngày nay thì có rất là nhiều cái sự áp lực, pressure, áp lực lớn mà để mà đỗ vào một cái trường đại học tốt. You have to get good marks, bạn phải đạt được điểm cao. And to get good marks, some teens think that they have to cheat, và để đạt điểm cao thì một vài học thanh niên đã nghĩ rằng là họ phải phải gian lận. In the American study, ở cái trong cái nghiên cứu của nước Mỹ, 50 teens agree with the opinions. 50 bạn teens thì đã đồng ý với cái quan điểm là people sometimes have to lie and cheat to be succeeded. Nhiều một là mọi người thì thường phải nói dối và gian lận để mà được thành công. It seems that cheating has become normal for some people. Và nó dường như là cái việc gian lận thì đã trở thành bình thường cho nhiều người. There are a lot of cheats. Vì vậy đã có rất là nhiều cái cuộc gian lận. We see more. Mình sẽ có một cái là more and more, so sánh gấp gấp càng càng đúng không? More and more đó là bán number 6 là B, hiểu chưa? Number 6 là B. Chúng ta có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều những cái cuộc gian lận trong thể thao này, trong kinh doanh này. Unfortunately, và thật không may mắn, và adults don't always set a good example. Thật là không may mắn thì người lớn luôn luôn tạo ra những cái ví dụ rất là tốt, đúng không nhỉ? Là một cái gương rất là tốt cho cái vấn đề mà gian lận này. Cheating is easier with new technology. Cái việc mà gian lận thì trở nên dễ dàng với cái công nghệ mới. There are website number 7. Where, đúng không nhỉ? Now where có nhiều website nơi mà bạn có thể tải những bài kiểm tra và những bài luận. You can pay people online to write an essay for you. Và bạn có thể trả tiền cho những cái người trên mạng để mà viết một bài luận cho bạn. Student are instant messaging homework answer, và học sinh thì là thường xuyên là gửi bài tập tin nhắn, gửi những cái đáp án qua tin nhắn cho nhau. And they can send text message to friend number 8. Này là mình bị thiếu, đó là in 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 message đúng không, trong đúng không, là gửi học sinh, gửi gửi gọi là gửi cho những cái bạn của họ được chưa, để mà viết đáp án và thỉnh thoảng có thể là viết đặt đáp án ở trong cái máy nghe nhạc.
Teachers can number 9 ban, cấm, được chưa? Giáo viên có thể cấm sử dụng điện thoại di động và camera và sử dụng những cái phần mềm đặc biệt để mà copy, đúng không nhỉ? Trong bài tập về nhà. School principals thì đây nhỉ, hiệu trưởng nhà trường thì này, student who cheat được chưa? Phạt, đúng không nhỉ? Bad rely. Nhưng thực ra thì really đúng. Nhưng thực ra thì thật là quan trọng cho mọi người then to know, để mà biết rằng, được chưa? Đằng sau to know để mục đích đấy. Bài đọc cuối cùng nào. Every day on radio, on TV, in the newspaper. Ngày nay thì trên đài, trên TV là trên báo. We hear, see and read about many problems in the world. Chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, nhìn thấy và đọc được rất là nhiều cái vấn đề trong ở trên thế giới. For example, ví dụ như là pollution problems, ví dụ như là vấn đề ô nhiễm. Air pollution is the first kind, cái ô nhiễm không khí thì nó là cái loại đầu tiên. It mostly comes from fumes released from motorbikes, cars, airplane, trains, thì nó hầu hết thì nó đều đến từ cái khí thải được tỏa ra từ xe máy này, car là ô tô, airplane là gì nhỉ, máy bay này, đúng không, train là tàu, and poisonous gases emitted from factory, và những cái khí ga độc từ các nhà máy. Also, waste is dumped anywhere, even the city where many people living. Mặc dù là cái rác thải thì đúng không, nó ở khắp mọi nơi, kể cả các thành phố mà nơi mà mọi người sinh sống. The second pollution problem is sea pollution. Cái vấn đề ô nhiễm thứ hai đó là vấn đề ô nhiễm biển. Many people earn their living from fishing in the sea. Nhiều người thì kiếm sống qua ngày bằng cách gọi là câu cá trên biển. And the fish, they catch feed many people. Và cái con cá mà họ bắt được thì có thể ăn rất nhiều người. But the sea has become so polluted from oil spills. Oil spill là tràn dầu. Nhưng biển thì đã trở nên ô nhiễm hơn từ cái việc tràn dầu và những cái rác thải từ các nhà máy, factory waste, that the fish are dying. Và đó là vì vậy thì những con cá thì đã gọi là đang chết dần. This is not only killing the fish. Điều này thì không chỉ giết những loài cá này, but it is also affecting those people who eat fish, và có ảnh hưởng đến những cái người mà ăn những con cá đó. Seldom do you find a place nowadays. Thật là hiếm khi như bạn có thể tìm thấy một cái nơi nào bây giờ mà không bị ô nhiễm không. This problem is growing more and more difficult every day. Và cái vấn đề này đã càng ngày trở nên khó ngày nay. We must find a good solution. Chúng ta phải tìm ra cái biện pháp tốt để mà làm cho không gọi là cho cái thế giới trở thành một cái nơi đẹp hơn khi mà sinh sống. Chưa? Number one, we hear, see and read about problem in the world every day. Có một luôn đúng không? Every day mình sẽ nói B, được chưa? Number two, what causes the air pollution? Cái điều gì đã gây nên vấn đề ô nhiễm môi trường? A là cái khí thải, đúng không? Cái khí từ những cái phương tiện giao thông. B, poisonous là những cái khí ga từ có độc từ những cái nhà máy. C là waste là rác thải khắp mọi nơi. Đáp án là D, đúng không nhỉ? Là tất cả đáp án đều đúng. Number three, the sea has become polluted because of, biển thì đã trở nên ô nhiễm bởi vì sao? A, oil spill là tràn dầu. B là factory waste là những cái rác thải từ các nhà máy. And C là smoke from factory là khí từ những cái khí thải từ các nhà máy, đúng không? Ô nhiễm biển thì chỉ có A và B, còn C thì là ô nhiễm không khí, đúng không nhỉ? Cái khí mà. Number four, in order to make the world a better place to live, để mà làm cho trái đất, thế giới trở nên sạch hơn, thì chúng ta phải không nên ngăn chặn ô nhiễm, ngược ý ông nhà B, phải tìm ra một biện pháp tốt, chính xác rồi, và câu C là phải giết cá, không liên quan nhỉ, đáp án là B. Number five, the word this in the past is referred to, cái từ this nó một in đậm, nó để nói vấn đề gì? Này, pollution, đúng không nhỉ? Vấn đề cái việc ô nhiễm, đúng không nhỉ? Thì không chỉ giết những loài cá mà còn ảnh hưởng đến những người mà ăn cá, ok?
Tập bài đọc tiếp theo nào. Change in care giving roles, cái việc mà sự thay đổi trong cái việc mà chăm sóc, cái vai trò chăm sóc được chưa? With the burden,